ban chấp hành, bí thư đoàn thanh niên của thị trấn, chỉ đạo điểm khối Đông Sơn. Thì thưa bà con trong khối thì thực hiện cái lời kêu gọi của bí thư huyện ủy, bí thư thị ủy Quế Phong, rồi của thị trấn. Hôm nay ban cán sự, ban công tác mặt trận phối hợp tổ chức cái buổi trao quà cho các hộ gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn của khối Đông Sơn, cùng đến dự với buổi trao quà nhân dịp Tết Quý Mão cho các đối tượng. Có đồng chí Lương Văn Dũng đến dự để chỉ đạo buổi lễ. Trước hết về danh sách thì xin trân trọng giới thiệu, đề nghị các hộ sau đây lên để nhận quà và đề nghị đồng chí ở Quán Thị Phúc trao quà. Thứ nhất, bà Hà Thị Thuần. Thứ hai, bà Trần Thị Huệ. Ông Hồ Văn Dương. Quán Thị Phúc đến trao quà. Mời đồng chí Lương Văn Dung tiến hành trao quà. Mời bà Nguyễn Thị Lương là chi hội trưởng phụ nữ đại diện cho hội phụ nữ của thị trấn trao quà. Mời chị Hồng ạ. Mời chị Hồng ạ. Đây là hộ Vũ Văn Anh, là hộ đặc biệt khó khăn. Chúng ta gọi tên, nhưng mà quà này là quà của ban công tác mặt trận khối, cũng gọi là thôi. Tiếp tục lời mời bà Hà Thị Thuần, mời bà Trần Thị Đào, mời bà Trần Thị Huệ và mời gia đình ông Hồ Văn Dương và gia đình bà Quán Thị Yên của anh ấy. Mời tiếp tục. Mời đồng chí Lương Văn Dung tiếp tục trao quà chúc Tết cho năm hộ gia đình có danh sách. Quê hương vươn sức sống rừng ngọt ngào điều hương, sát kề vai bên nhau, nắm chặt tay bên nhau, xây nên đất quê nhà. Và giữ gìn biên cương, đánh tan quân cướp nước cho bản làng yên vui. Và sắp tơ bên kia cùng Quế Phong bên đi, đất nước ta sáng lên rồi. Và nhịp điệu trong ta khắp lòng trong sáng tươi mượt mà dân ca. Trong đoàn của cán bộ thị, cần ơn đồng chí Lương Văn Dũng, bí thư chi bộ, các đồng chí trong chi ủy đã có mặt tham dự buổi trao quà và chúc Tết
cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn của khối Đông Sơn. Thì chương trình đến đây là hết. Xin mời bà con về và chuẩn bị cho cái Tết Quý Mão. Thì qua thì quý năm nhiều, thì cũng là cái tinh thần anh em có cái vận động một số doanh nghiệp nhưng mà không được nhiều. Về tất cả các cái quà mà anh em được vận động thì báo cáo bà con là gửi lên cho tỷ hết. Thì cái phần này là tỷ điều tiết về thì cũng có một ít thôi, gọi là còn cái chỗ quy định về cái chỗ đối tượng của gia đình chính sách thì với gia đình mà gọi là cũng đang đặc biệt khó khăn đấy thì lại có cái tỷ thêm. Là cái này kết thúc ở đây.